Nhầm mẹ rồi con ơi. Rồi, bạn nào thích bé nào thì cứ liên hệ. Hello mọi người nha, thì xin chào mọi người đã quay lại với kênh Đắp Fan của mình. Mình là Trần Đức Thi đây. Hiện tại mình đang có mặt tại là khu sân chơi của farm mình. Hôm nay có đàn Sam rất là đẹp nha. Để mình quay và mình giới thiệu về, chia sẻ về giá cả và cái chính sách khi đón mấy bé Sam bên mình nha. Rồi, xem hết video này nhá. Đây, mấy bé Sam Moi bên mình nè. Mình hôm nay có mấy bé ta? Mấy bé anh? 4, 6 bé nha. Cá đực cá đủ hết. Sam Moi trắng tuyết nha. Đấy, ủ lắm. Con nào con này ủ lắm. Mấy con này cái đăng nó nhỏ quá, cắn đầu ghê thật đấy. Đó, 6 bé này. Đấy, bạn nào mà đang thích Sam Moi thì xem chúng video này nữa thì thôi. Ui, con cắn đầu quá. Mấy con này cắn đầu thật đấy. Đấy, sức khỏe tốt, nhanh nhẹn nha. Con giống của farm mình nhanh giống ra thì mọi người cũng yên tâm phần nào rồi nha. Mấy bé này thì mới có 50 ngày tuổi à, còn nhỏ. Đấy, 50 ngày tuổi nha mọi người nha. Mập. Đáng yêu lắm. Giả chết luôn này. Đó này. Đấy, mọi người thấy không? Mấy con này còn nhỏ mà cái răng nó nhọn á. Mình giỡn của nó tí là nó cào xước cái tay này. Mọi người thấy không? Xước cái tay à. Cá đực cá độ nha mọi người nha. Đấy, bạn nào thích bé nào, thích cá thích đực, nhắn tin mình. Mình trao đổi cụ thể từng bé cho. Đấy. Đón mấy bé này về thì bên mình có bảo hành sức khỏe và hai bệnh cà rê bạc vô luôn nha. Đấy, bảo hành cho mọi người hai bệnh cà rê bạc vô luôn. Còn giá mấy bé này thì nó dao động từ 6 đến 8 triệu một bé nha. Tùy bé mập gầy, bé đã cá được nha. Đã thích bé nào thì cứ nhắn tin mình gửi cụ thể hình từng bé luôn. Rồi thích bé nào thì chọn bé đó ha. Giá thì nó dao động từ 6 đến 8 triệu. Đấy. Đấy. Dòng Sam Moi này thì sau này nó lớn thì nó tầm 30 cân. 30 độ lại, không quá 30 nhá. 30 độ lại thôi. Được cái này, cái màu nó đẹp. Trăng tuyết luôn đấy. Đấy. Mấy bạn nào mà hay đi Đà Lạt thì cũng thấy mấy bé Sam Moi này nhiều này. Đấy. Sau này nó lớn là nó bằng con Alaska này này. Đây đây. Đó, lớn lên là nó bằng y con Alaska vậy luôn nha. Đấy. Sau này mà trưởng thành tối đa là bằng con này. Alaska này thì con Alaska này là 6 tháng tuổi nha. Thì sau này Sam Moi nó trưởng thành tối đa là nó bằng con Alaska 6 tháng tuổi này này. Nó tầm 25 đến 30 cân. Đó. Không phải mẹ nó mà cái đòi bố. Thế bố lại bố này. Nhầm mẹ rồi con ơi. Rồi, bạn nào thích bé nào thì cứ liên hệ. Zalo mình là Trần Đức Thi. Số Zalo là 0931093147 nha. Kết bạn Zalo để là trao đổi cụ thể từng bé. Rồi, tạm biệt mọi người nha.